quê con ở xa lắm, cũng chả nhớ nữa. Thầy và mẹ con thì bỏ chị em con đi cùng với tổ tiên rồi, thế nên chị em con làm người ở trong phủ con huyện. Con nghe chị con kể là con huyện nhận chị em con là con nuôi, rồi mai mốt lớn lên thì chị sẽ được làm bà lễ, lúc đấy tha hồ mà hưởng thụ. Hưởng với chẳng thụ, bé thì hầu hạ cho lão ta, lớn thì lại dâng hiến thân cho lão ta thôi, chứ báu bở cái gì. Ta còn lạ gì cái lão quan huyện đấy nữa, dâm dê đê tiện. Mà thôi, tạm thời bây giờ nhà ngươi cứ ở đây với vợ chồng ta, ta cũng chưa biết tính với nhà ngươi thế nào nữa, ngày rộng tháng dài rồi tính sau đi. Mà này, trời nó cũng đứng nắng rồi đấy, ra bếp nấu cơm cho sư phụ ngươi dậy ăn là vừa, đi. À, sư mẫu. Sư mẫu muốn nói từ gì ạ? Nói cái gì? Sư mẫu muốn nói hai từ sư phụ. Thì sư mẫu nhận con làm đệ tử. Nói nhầm. Cô xin lại sư mẫu một lời ạ. Đứng lên đi. Đứng lên. Dạ. Cả cái tổng lớn thế này được mỗi cái tiểu điếm. Kiến bò bụng rồi. Ôi, xin chào quý khách ạ. Chả mấy khi quý khách đến tiểu lầu thôi. Dạ quý khách có có chưa thằng nào đánh tao đấy. Dạ, chủ có khách ạ. Thì nhà người dạ có những món gì? Dạ thưa quý khách, tiểu lầu tôi thì món gì cũng có. Cơm ăn, rượu uống và chỗ nghỉ cho ta. Dạ để con đi ạ. Dạ mời quý khách ạ. Ui dạ. Lại gặp ông tử nhị. Ông ấy tính thù dai, giận lâu, cho là hỏng chuyện mất. Thôi kệ, cứ vào xem sao. ông chủ, gà con luộc đã xong, thơm lắm ạ. Cười cái gì? Để ông đây. Xem khách họ cần cái gì. Dạ chào quý khách ạ. Quý khách cần gì để chúng tôi chuẩn bị ạ? Một con gà luộc. Dạ. Nhớ lá chanh. Dạ. Nậm rượu. Dạ. Bánh bao. Dạ. Chuẩn bị phòng tốt. Phòng tốt lúc nào cũng có. Đón chào quý khách ạ. Cơm rượu cũng sẽ có ngay. Xin quý khách đợi trong chốc lát ạ. Hình như có biến. Xin chào quý khách ạ. Ở đây có trộm không? Dạ, quý khách yên tâm trộm lúc nào ạ. Dạ. Việc dưới bếp nha. Quý khách nha, sơi củ lạc cho thơm miệng. Tôi làm việc ở cái tiểu lầu này đã lâu đời. Tôi không muốn va chạm với ai để làm ăn cho nó yên ổn. Thế nhưng mà thấy quý khách ở xa đến, nhìn phong thái thì lại hiên ngang. Chính vì vậy cho nên tôi lưu ý là ở đây có một tên đại bợ ăn trộm rất giỏi. Khi hắn đã cố tình ăn trộm thì kiểu gì cũng mất. Vậy nên thưa quý khách,
quý khách có vật gì quý hãy gửi cho tôi để tôi cất vào trong hòm, khóa lại rồi quý khách nằm lên trên cho nó chắc. Có phải cái tay nải này không ạ? Ghê gớm vậy sao? Dạ vâng, rất ghê gớm ạ. À, thú thật là tôi chỉ muốn tránh thật xa. Giá mà có ai đó trị được cái tên bợm này thì tôi sẵn sàng bao người đó cả ăn nghỉ một tuần. Ông nói thật chứ? Có phải quẹt vôi vào mép không? Tôi không đùa. Ông nói lời, ông giữ lời nhé. Hình như quý khách có vẻ không tin. Xin quý khách đừng hiểu sai cái tấm lòng tốt của tôi. Thực sự nếu quý khách có vật gì quý thì hãy để cho tôi cất đi dùm, kẻo mất ấy. Vì tôi nghĩ rằng hắn ta đã theo dõi quý khách rồi đấy ạ. Biết. Quý khách có phải đây là cái tay nải của quý khách không? Để tôi cất đi cho. Không phải nhờ ông. Có của mà không giữ được của thì là giống gì? Vậy nếu quý khách mà mất thì đừng bắt đền nhà hàng chúng tôi nhé. Ông cứ đi lo việc của ông, dọn phòng cho tôi cho sạch sẽ. Vâng, tôi sẽ vào dọn phòng sạch sẽ cho ông. Nhưng mà thôi, chúc quý khách ngon miệng ạ. Gà đây, gà đây, gà đây. Rượu. Rượu đây, mời quý khách ạ. Rót. Dạ. Rót tiếp. Ôi, có phải khách quý đấy không? Trời. Vào đây, vào đây. Okay. Vào đây em. Cô là em là Đào. Trời ơi, vào đây em đấm bóp cho. Ở đây em là mát tay nhất đấy. Không cần. Không cần cái gì. Đi sang đây với em. Ok. Ông chủ cứu. Ông chủ. Ê. Dừng. Cái gì đấy? Có chuyện gì đấy? Có chuyện gì đấy? Đây là Đào. Có chuyện gì đấy? Con đang chăm sóc khách ạ. Ôi giời, khách của con kia cơ mà. Giời ơi, không bảo sớm. Trời ơi. Dạ, thưa quý khách, mong quý khách hết sức thông cảm. Đào. Vâng, Đào. Gãi lưng. Vâng. Quý khách cơm no rượu say rồi chứ ạ? Đi nghỉ thôi. Vâng, vậy thì bây giờ mời quý khách vào nghỉ ngơi ạ. Này, thế quý khách có cần để tôi cất hộ cái nải không? Không cần. Thằng nào có của? Dạ, quý khách ạ. Thằng khác biết giữ. Mà việc của ông là chuẩn bị cho tôi khi ngủ dậy đủ gà, đủ xôi, đủ rượu nhá. Quý khách cứ yên tâm, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Quý khách cứ ngủ dậy là sẽ có rượu thịt. Còn thằng nào có lưng? Quý khách ạ. Thằng khác gãi. Dạ, đúng, quý khách vui tính quá. Ah.
Sư phụ để yên cho tao ngủ. Giữa nhà lại có giọt danh giỏ vào mặt thế này. Lạ nhỉ, trời có mưa đâu. Rồi, kệ. Ông mày đang ngủ không à? Dạ, con biến sư phụ ạ. Biến gì? Dạ. Có chuyện gì? Nhưng mà nếu mà con nói thì sư phụ phải cho con ăn cơm thịt cơ. Thằng ôn này, suốt ngày chỉ ăn uống thôi. Nói nhanh lên. Dạ vâng ạ. Sáng nay có khách sộp với sư phụ ạ. Khách sộp? Con thấy là ông ấy đang nghỉ ở tiểu lầu, ở đầu chợ ấy ạ. Ở trong tay này của ông ấy có rất nhiều tiền. Tay nải có to không? Dạ, không to. Mà là quá to luôn ạ. Ăn xong, cha đang ngủ ở nhà trọ rồi ạ. Chuyến này cũng vỡ được một món khá đây. À. Dạ. Thế sư mẫu mày đâu? Mà giờ này vẫn chưa cơm nước gì. Dạ, sư mẫu bảo. Sư mẫu ở ngoài đấy để canh ạ. Thế mày về đây làm gì? Xuống nấu cơm đi. Trong hũ còn mấy con cá đấy, mang ra mà hấp. Dạ vâng ạ. À mà sư phụ, con hải lá khoai nấu canh nha. Mày muốn ăn gì mày nấu? Hỏi vâng. Nhiều. Vâng. À mà sư phụ nghĩ ra cách chưa? Mày hỏi câu nữa, tao giết mày đấy. Biết. Vâng ạ, sư phụ đi nghỉ đi sư phụ. Nấu cơm đi. Dạ vâng. Hỏi mà cũng không cho hỏi. Suốt ngày sai. Thế mà vẫn chưa nhận mình làm đệ tử. Ôi dồi. Ôi, công tử ơi, công tử nặng quá. Cái thằng này, con không cõng được. Mày ăn một bữa, bao nhiêu cơm nhà cậu, mà mày cõng cậu thế à? Ông mua thịt đi ông ơi. Ui. Dạ. Dạ em xin lỗi cậu ạ. Chào nàng. Dạ không hay hôm nay người hầu kẻ hạ đâu không đi chợ. Bạch công tử đích thân đi chợ thế này ạ. Bạch công tử có mệt không ạ? Cái tên này, đứng tránh ra kia. Này đừng thấy công tử nhà ta nhá, giàu sang phú quý mà cứ xí xa xí sớn lại gần nhá. Đứng ra đây.
Mày có thấy mưa không? Không. Thế sao mày mưa bắn hết vào mặt cậu rồi đây này? Tao có khiến mày bảo nàng đứng tránh xa tao ra không? Cứ để kệ nàng đứng sát bảo tao. Tao ấy là tao đang thích. Dạ, quan trọng công tử thích là được. Hôm nay công tử ra chợ hay là công tử mua rau cho em nhá? Được, ta mua. Mớ rau nhà em ý, nó cứ xanh mướt, mượt mượt dài ạ. Nhà công tử đông người, hay là công tử lấy hết cho em hai cái sọt rau này nhá? Được, ta mua hết. Ôi. Đây, để em xếp vào luôn. Công tử, con bảo. Này, lần trước con nghe thằng Hớn Lợn nó kể nhá, công tử bị con mụ này lừa một lần rồi. Ê, thế mà bây giờ công tử không nhớ à? Mày ngu lắm con ạ. Cái lần ý là tao thích để cho nàng lừa. Còn một khi mà thích lừa, cho lừa. Cậu thiếu gì tiền, miễn là dạ thôi, nếu như mà công tử nói thế thì em cũng chẳng bán nữa. Ấy, chẳng ấy, cần. Ơi, không, ta mua hết mà. Em không bán, công tử phải mua thật sự em mới bán cơ. Ta nói cho nàng biết là cái số rau này ấy, là ta cũng chẳng cần. Ta cho thằng Hầu này, nhưng mà cái quan trọng ấy, chỉ cần là ta thích là được. Thưa công tử, em là người đã có chồng rồi, và đây cũng là chốn đông người, công tử nên giữ ý một chút ạ. Thôi được, nghe lời nàng, ta sẽ giữ ý giữ tứ. Nhưng mà này, sẽ có một ngày sớm thôi, ta sẽ sang đưa nàng về làm vợ. Cái lúc ý thì dạ lúc ấy hẳn hay ạ. Còn bây giờ công tử sẽ xin tiền rau. Được, bao nhiêu? Dạ cả hai cái sọt rau to và xanh mướt này, nó chỉ có 2 đồng. Úi giời ơi, sao mày lại đắt thế? Hai cái sọt rau này 2 đồng mà công tử lại ngạc nhiên như thế á. Ê ôi, như thế là rẻ đấy. Em bán cho công tử là em bán chẳng có lời lãi gì đâu. Nhưng công tử không lấy thì thôi, em lại xếp ra. Lấy rồi, ôi nàng cứ để đây, rồi là ta lấy. À thì tiền đâu ấy nhỉ? Tiền đây ạ. Nhưng mà công tử ơi, 2 đồng. Nhanh lên. 1, 2. Nàng ơi. Dạ. Úi giời. Dạ không sao đâu ạ. Công tử đánh rơi thì cứ để em nhặt. Ôi, công tử sao không ạ? Công tử đứng đây. Không sao. Sao lại không sao? Không sao thì tốt rồi ạ. Thế công tử cầm rau về đi. Cái con mụ này, tại sao lại không sao? Công tử không nhìn thấy mụ ấy vừa móc anh hết mông vào mặt mình à? Mày quyết cả mặt rồi. Đúng rồi. Đau rồi, thật là mấy răng rồi. Ta cũng nhục hết cả mặt đây này. Thôi, cầm ta về. Thôi, về. Nhưng mà cần rau. Cho. Cho. Dạ, cảm ơn công tử ạ. Mời hôm nào công tử lại ghé ra mua rau cho nhà em ạ. Thôi khỏi. Công tử khỏi. Thôi đi bà. Gặp ông ta. Ôi trời. Công tử cẩn thận nhá. Phi nước đại. Ôi giời ơi. Nào. Thịt có ngon không đây? Ấy cô mệt, hàng tôi mới bày ra, chưa bán được gì đâu. Cô đứng xa ra cho tôi một chút. Bác tức này, bác có bán hàng không đấy hả? Bác đuổi khách như thế à? Bác tưởng tôi không có tiền à hả? Cô mua thật à? Mệt này, xem cái chân giò nhà tôi, lạc ơi là lạc, còn nóng hôi hổi. Ngon đấy. Thế cái miếng này ông bán bao tiền? Người ngoài thì tôi bán 10 trinh, với cô tôi chỉ lấy cô 8 trinh thôi. Ông Tuất ạ, cái này nó chỉ có 5 trinh thôi, ông có bán không? Thôi được rồi, tôi bán cho cô đấy. Đây,
Này, chào ông Tiên nhá. Ngon quá. Hôm nay mang miếng này về á thì bờm thích có phải biết. Chị ơi, mua cho quả bưởi. Mua thịt đi cô ơi. Tiền nhân con mèo nhà nào? Cút ngay! Mèo! Mèo! Tự nhiên ông trời lại cho ta có cách. Lần này... thằng này... có chạy đằng rời với ta. Mình ơi, Mình ơi, Mình ơi, em mang mồi về rồi này. Tối này làm xung rượu nữa thì các má tha hồ. Mình ơi, Mình, cái lão này lại chạy đi đâu không biết. Khói mù khói mịt thế này. Mày làm cái gì đấy à? Mày đốt nhà đấy à? Dạ, sư mẫu đang về. Con đang nấu cơm ạ. Cho nhỏ cái lửa xuống. Như thế kia nó chả khê cơm đi à? À, thịt chân giò. Cái này phải đích thân ta làm mới được. Ta sẽ hầm với cả đỗ. Nó béo ngậy ra ấy. Mà này, tao dặn nhá. Tất cả đồ ăn ấy là phải mang ra cái giếng ngoài kia kìa. Nước nó trong nó sạch biết chưa? Cái mùi gì nhỉ? Khét khét. Tụi cơm. Ôi trời ơi, khê nồng hết cả lên rồi. Lúc mà chả được cái tích sự gì cả. Mình ơi, Mình ra làm thịt chân giò cho em này. Mình ơi, Mình, thằng Tú đã nói gì với mình chưa? Nó nói rồi. Tôi đã nắm được tình hình rồi. Mà này, bà đi đâu bây giờ mới vác mặt về hả? Tôi đi chợ nhưng mà thế mình xử lý cái đấy như thế nào? Còn thế nào nữa? Bây giờ tôi cần ăn no ngủ kỹ. Đêm nay là tôi phải thức trắng rồi. Nghe cái giọng điệu này chắc là có mưu rồi đúng không? Đây, tôi có cái chân giò cực ngon. Tôi mua nhà ông Tuất đấy. Cái phần này là tôi sẽ hầm với đậu. Còn cái phần dưới này tôi sẽ luộc thịt cho mình ăn. Tối nay phải làm bữa giá trò. Giá trò? Tiền đâu mà mua? Hàng thì ế xưng ế xỉa ra lấy lâu ra tiền mà mua. Có khứa, có khứa. Khứa nào? Của tên Bạch Công Tử đấy. À. Tự nhiên lại có thằng chui đầu vào dọ của mình. Khá lắm, khá lắm. Thôi tôi đi nấu nhá. Tối nay cho mình nhậu một bữa. Đúng là chỉ có mình mới hiểu ý tôi. Tôi đi đây. À này này này, từ từ đã. Nhà hết rượu đấy. Bảo thằng Tụ đi mua rượu đi. Tôi mua cả sẵn rồi, tối chỉ việc đánh chén thôi. Ồ thế à? Ừ. Thế thì ăn thôi. Tuấn ơi. Tuấn. Dạ, sư mẫu ơi con ạ. Mày lại có lộc ăn uống lắm đấy nhá. Trưa nay
Tao sẽ hầm cái chân giò này với đậu cho hai thầy trò nhà mày ăn đấy. À, vừa nãy con mơ là có ăn được một cái chân giò to ơi là to. Bây giờ là ăn luôn, thích thật. Sẽ mẫu đưa con xem nào. Thôi, đưa đây. Lấy cho tao cái 5 muối tao ra bờ giếng tao rửa nào. Sư mẫu. Sư mẫu dành thật, cái gì cũng biết. Mày chả được cái gì, chỉ được cái giống sư phụ mày, khéo nịnh thôi. Sư mẫu đợi con, có một cái nồi, tao cho sư mẫu chặt. Ừ. Mời quý khách ạ. Ông chủ có tâm trạng gì ạ? À, ta nghĩ đêm nay thế nào hắn ta cũng đến ghé thăm. Con chuẩn bị xem đồ đạc có cái gì quý cho hết vào hòm, khóa lại rồi nằm lên trên cho nó chắc. Nhưng còn ông khách kia thì... Ông chủ nghi ngại làm cái gì? Nói ông ấy cũng không tin. Mất thì ráng chịu đấy ạ. Nhưng dù sao thì trong lòng ta vẫn áy náy. Ông chủ đúng là người tốt. Hiếm có người nào làm ăn mà lại nhân hậu như ông chủ. Con thật là có phước ạ. À thôi, dạ. Con nhanh chóng thu dọn rồi đóng cửa đi ngủ sớm đi. Mai còn làm việc tiếp. Yeah. Vâng, thì con đi ngủ đấy ạ. Và mấy hôm nay con cành trộm, mờ hết cả mắt rồi. Mà con cá với ông chủ là tên khách đó không dám bén mảng đến quán mình đâu ạ. Cũng có thể hắn ta không đến. Nhưng mà ta nghĩ rằng không bao giờ hắn ta lại bỏ qua cái miếng mồi béo bở như vậy. À, nhưng dù sao thì thôi, cũng mặc cho số phận vậy. Ông chủ không phải nghĩ ngợi gì cả, mọi việc để con lo. Ông chủ đi nghỉ đi ạ. Không phải suy nghĩ gì cả.